Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pando Pororo đến từ Hàn Quốc dành cho trẻ em. À, thưa các bạn nếu như chúng ta đã có con nhỏ rồi thì tình trạng mà con em mình lười ăn biếng ăn hay thậm chí là còi xương suy dinh dưỡng thường xuyên ốm yếu là vấn đề mà rất nhiều phụ huynh đau đầu đúng không ạ và chúng ta luôn tìm cách làm như thế nào để con em của mình có thể là ăn ngon ngủ ngon cũng như là sức đề kháng và sức khỏe của chúng tốt hơn hạn chế bệnh tật diễn ra ở trẻ em và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pando Pororo như bên cạnh kiểu anh đây. Và Pando Pororo là một trong những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sức khỏe ở trẻ em, đồng thời là kích thích sự phát triển cũng như là hỗ trợ ngăn ngừa được nhiều căn bệnh. Ở công dụng của dòng sản phẩm này thì chuyên dùng cho trẻ em từ 3 cho đến là 8 tuổi. Và đối với những phụ huynh mà có trẻ em hay là có con em thường xuyên bị biếng ăn, khi sử dụng dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt. À đặc biệt một đặc điểm nữa ở dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây dành cho trẻ em này, đó chính là thiết kế thì khá là bắt mắt cũng như là màu sắc thì vô cùng sắc sỡ. Và đây chính là một trong những yếu tố để trẻ em sử dụng dòng sản phẩm này và với nguyên liệu chính là từ hồng sâm 6 năm tuổi đến từ Hàn Quốc, với 60% thành phần chiết xuất hồng sâm và 40% còn lại là tinh chất hoa quả và sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này đã khiến cho hương vị của dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pandopororo trở nên thơm ngon hơn cũng như là được lòng nhiều trẻ em ở công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pandopororo đến từ Hàn Quốc có thể kể đến như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ nhỏ, ngăn ngừa một số căn bệnh thường xuyên gặp phải ở trẻ nhỏ, hay là kích thích sự phát triển về hệ xương khớp, cũng như là trí não cho trẻ nhỏ. À, đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ mà gặp tình trạng còi xương suy dinh dưỡng thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pando Pororo này sẽ giúp cho khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng như là khả năng hấp thu thức ăn của trẻ được tốt hơn, đồng thời là kích thích hệ tiêu hóa của trẻ được khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt dòng sản phẩm này cũng có công dụng là giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe ở trẻ nhỏ. À, và cách sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm Pando Pororo này thì vô cùng đơn giản. À, đối với trẻ nhỏ trên 3 tuổi từ 3 tuổi trở lên thì thì chúng ta sẽ mỗi ngày cho trẻ dùng một gói ở nước hồng sâm Pandopororo và chúng ta sẽ dùng từ 3 cho đến là 5 lần trong một tuần. Còn đối với trẻ trên 8 tuổi thì chúng ta có thể sử dụng hàng ngày như là nước giải khát. Tuy nhiên thì các bạn hãy cũng hãy nhớ cho kiểu anh rằng đó chính là mỗi ngày chúng ta chỉ nên sử dụng một gói thôi. Và với dòng sản phẩm này thì có một ưu điểm đó chính là nếu như các bạn mở gói ra và chưa dùng hết thì chúng ta có thể là cất vào tủ lạnh và nửa gói còn lại chúng ta có thể dùng vào cuối ngày cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm. Và thời điểm tốt nhất để cho trẻ sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm Pando Pororo này đó chính là vào buổi sáng trước khi ăn hoặc sau khi ăn 30 phút với dòng sản phẩm nước hồng sâm pando pororo đến từ Hàn Quốc này thì có rất nhiều phụ huynh sau khi cho con em mình sử dụng đã có những phản hồi rất tốt với siêu thị Hàn Quốc Korea shop 24 giờ đó chính là chỉ sau một thời gian sử dụng thôi con nhỏ của họ thì gần như là ăn ngon hơn ngủ ngon hơn đồng thời là vận động cũng như là hoạt động thể dục thể thao rất là tốt bên cạnh đó thì đối với những trẻ mà thường xuyên biếng ăn hay là gặp phải những căn bệnh ống vặt thì sau khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây này cũng đã có những cải thiện đáng kể à, và như kiểu anh thường nói đó chính là để mua được dòng sản phẩm tốt nhất chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pando Pororo đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.